Điểm tin tối ngày 3 tháng 1 năm 2023. Cháy cửa hàng sửa chữa xe đạp điện ở Hà Nội. Chỉ huy đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng sửa chữa xe đạp điện trên phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy tại cửa hàng sửa chữa xe đạp điện xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 1. Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để chữa cháy, triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Đến khoảng 19 giờ 25 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 50m², gồm 2 tầng nhà của cửa hàng sửa xe máy và kinh doanh xe đạp điện cũ. Đám cháy không gây thiệt hại về người, hiện tài sản đang được thống kê. Cửa hàng phụ tùng ô tô bốc cháy, 2 ô tô bị thiêu rụi. Ngày 2 tháng 1, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ cháy cửa hàng bán phụ tùng ô tô khiến 2 xe đậu trong cửa hàng bị thiêu rụi, căn nhà 1 trệt 2 lầu sát bên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 1 tại cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô trên đường D33, khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An. Thời điểm trên, gia đình chủ cửa hàng phát hiện cháy nên nhanh chóng mở cửa thoát thân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bùng lớn rồi lan sang căn nhà sát bên. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến 2 ô tô cùng nhiều vật dụng trong cửa hàng bị thiêu rụi. Căn nhà 1 trệt 2 lầu sát bên cửa hàng bị ảnh hưởng nặng nề do cháy lan. Xe giường nằm chở 30 người bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ. Khoảng 23 giờ 25 phút ngày 2 tháng 1 trên quốc lộ 1T tránh thành phố Ninh Bình, đoạn qua xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, một xe khách giường nằm 40 chỗ, biển kiểm soát 12B00370 đang lưu thông hướng Hà Nội Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy. Tài xế là anh Nguyễn Quốc Tú, sinh năm 1969, trú thành phố Vinh, Nghệ An. Ngoài anh Tú, trên xe còn 29 người khác, gồm cả phụ xe và hành khách. Chỉ huy trạm cảnh sát giao thông Tam Điệp, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình cho biết cả 30 người trên xe đã thoát thân an toàn trước khi ngọn lửa bùng lớn thiêu rụi chiếc xe cùng toàn bộ hàng hóa, hành lý. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Hoa Lư, công an tỉnh Ninh Bình nhanh chóng có mặt chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Công an làm việc với thiếu niên 14 tuổi chạy xe máy chở 2 người mang mã tấu. Ngày 2 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết đã tiến hành làm việc đối với PMD, 14 tuổi, quận Liên Chiểu vì liên quan đến việc điều khiển xe máy chở theo 2 người mang mã tấu. Cụ thể, chiều 31 tháng 12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 3 thanh thiếu niên đi trên một xe máy, không đội mũ bảo hiểm và mang theo mã tấu di chuyển trên nhiều tuyến đường ở quận Liên Chiểu. Nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Liên Chiểu đã tiến hành mời PMD, người điều khiển xe máy lên làm việc. Tương trình tại cơ quan công an, D khai nhận điều khiển phương tiện là xe của mẹ và 2 người bạn nhờ chở đi. Quá trình chở bạn, bạn có mang theo mã tấu nhưng không phải đi đánh nhau. Trước các hành vi vi phạm về giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Liên Chiểu đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định. Đối với hành vi mang theo hung khí, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Liên Chiểu đã chuyển vụ việc cho đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an phường Hòa Khánh Nam tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm. Người đàn ông say xỉn hành hung cảnh sát giao thông. Ngày 2 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, không có bảo hiểm xe máy và gương chiếu hậu, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 ngày 1 tháng 1, Tạ Hữu Hóa, sinh năm 1985, điều khiển xe mô tô chở Tạ Hữu Quý, sinh năm 1983, lưu thông trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam có dấu hiệu say xỉn nên tổ công tác của cảnh sát giao thông trật tự đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn. Hóa không hợp tác, chửi bới, túm cổ áo và đánh 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông, kéo ngã mô tô đặc chủng. Ngoài ra, Quý hỗ trợ cho Hóa chửi một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Quý sử dụng điện thoại di động quay lại hành vi ăn vạ của Hóa, vu khống chiến sĩ cảnh sát giao thông đánh mình chảy máu. Sau đó, Hóa và Quý đã được đưa về trụ sở công an phường làm việc, tiến hành đo nồng độ cồn với Hóa, kết quả vi phạm ở mức 1,154 mg/1 lít khí thở. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.